Welcome back to my channel Lubu Live Vlog. Và hôm nay là ngày 29 Tết các bạn. Thì bây giờ tối nay mình sẽ làm một cái này. Ngày hồi tối ngày hôm qua mình đã làm rồi. Tức là bây giờ mình sẽ làm chanh ha. Mình xem ở trên Facebook người ta chia sẻ cái đó, thì bây giờ mình sẽ làm thử nha. Thì mình sẽ làm 8 trái chanh. 8 trái chanh, bây giờ là mấy trái rồi? 6 rồi, 7, 8, 2 trái nữa là ok nha. Thì à, 8 trái chanh. Và bây giờ mình sẽ rửa trước ha. Rửa trước để rồi mình vừa mới rửa xong cái chanh ha. Và bây giờ mình sẽ sắc ra. Chanh mình sẽ sắc ra với lại cái này. Rồi ok, đợi mình xíu nha. Đây các bạn, và bây giờ mình sẽ sắc chanh nha. Sắc chanh để xíu nha. Mình sẽ lấy hai cái này để mình đựng. Rồi mình sẽ sắc ra trước. Sẽ sắc chanh ra trước ha. Sắc lần tư. Làm tư, các bạn thấy quen quen không? Nếu mà các bạn có đọc trên Facebook đó, rồi mình, các bạn hãy xem mình làm trước rồi, rồi mình sẽ nói là mình làm cái này để làm gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ sắc 8 trái như thế này. Okay. Thì cái mùi chanh rất là thơm các bạn. Khi mình sắc ra cái vỏ chanh á, cái vỏ chanh nó có chất dầu á, rất là thơm ha. Các bạn nhìn hình mình sắc chanh mà các bạn biết là mình không biết nấu ăn cả đó. La this one sụt la and what I do now so you can shoot look at me my video do live vlogs and I will something now for finish the new year like eight lamps. Ok, và bây giờ mình đã có những cái chanh như thế này rồi các bạn, mình đã cắt ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bước tiếp theo đó là gì ha. I have saw để xem ha. Mình sẽ cho muối vào đây các bạn ơi. Muối vô đây. See?
saw into the lab. Rồi ok, xong rồi các bạn thì mình sẽ đặt vô tiếp thêm một cái này nha. Mình lấy cái này mình đặt vô đây nè. Ok, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. I have four. And so here. Wash my hand first.
và mình dọn cái này xong rồi mình sẽ đưa các bạn xem tiếp nha. Hello, hello, xin chào các bạn, và mình đã quay trở lại ha. Thì bây giờ mình làm cái gì thì mình sẽ cho các bạn cùng xem nha. Hello, oh, tức là rồi bây giờ mình sẽ đem cái này vào trước nha. Rồi. In the bed. Rồi mình sẽ đặt ở dưới cái giường. Mâm. Mấy mâm. Ok, còn cái kia là mình sẽ đặt vô cái phòng của mình nhé các bạn nhé. Ok, cái tiếp theo đây là các bạn, cái tiếp theo là cái của mình ha. Cái tiếp theo đây các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ vô đây nhé. Đây mình sẽ bỏ dưới cái giường của mình. Under my bed. So like that. And morning, tomorrow morning, so I put them and put outside my home, like rabbit, you know. Và cái này các bạn, cái này thì mình xem ở trên Facebook, đó là người ta làm như vậy để là cho cái chanh với cái muối nó hút những cái mà cái như là những cái khí nó không có tốt các bạn, thì nó sẽ giúp cho cái trả lại cái môi trường như là và cái gì nó mới mẻ hơn, những cái xấu thì nó sẽ hút vào hết. Thì mình sáng sớm ra mình sẽ lấy nó ra và mình đem bỏ vô cái bịch và mình quăng. Ok, hơi phí xíu các bạn, hơi phí xíu, tại ngày hôm qua mình đi siêu thị á, xong rồi mình mua tới nói chung mười mấy trái mà chanh không hạt rất là nặng các bạn, 40 mấy ngàn. Xong rồi ngày hôm qua mới làm, tại vì làm tới 3 ngày, là ngày hôm qua làm cái ngày đầu tiên, xong rồi cái tự nhiên thấy phí ơi là phí. Xong sáng nay đi chợ mua cái trái nhỏ hơn, cái trái chanh bình thường hơn, thì bữa nay là mình làm á các bạn, làm cái thì mình làm xong mình sẵn làm cho mẹ mình luôn, ý là mình sẽ bỏ vô phòng mẹ mình nữa đó, hai mẹ con làm rồi. Thì người ta nói là làm 3 ngày thì mình sẽ làm để xem kết quả. Y là thì nói chung cũng hay các bạn, tại mình thấy muối với chanh á là một cái y như là cái chất nó là khử mùi á, nó là y như là nó sẽ hút những cái gì mà nó không tốt á, y như là mà các bạn hiểu rồi đúng không? Đó, ý là vậy ha. Rồi thì bây giờ mình kết thúc video ở đây nha. Và các bạn nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubulai Vlogs. Nếu mà hay là gì đó thì các bạn nhớ bình luận lại ha, để cho mình biết cái cảm xúc của mấy bạn như thế nào. Và so I put lamb under my bed because they can make anything not good, outside, you know. So sublime and so keep not good thing into them, and after I move them outside for morning, tomorrow morning, and I do that for 3 days, continue for 3 days, you know. So but I only try because I see they talk that on Facebook, and I won't do that because this time like near the finish, the end of the year, and we start the new year in Vietnam, like
Lunar New Year, like the state holiday in Vietnam. So I want anything like good more for the new year, and anything not good in the old year, so go outside, you know? Yeah, so only that, so only that. Yeah, but I don't know that's true or no, but I only try to do, because the first time I don't do that, you know, so only half, you know. Okay, and my video finished, so you keep follow me on the Lubu Live Vlogs on the YouTube channel, and don't forget subscribe my channel. Okay, and I will up that many video for you. So see you later, and good night.